đem chuyện em rồi kể hết cho tôi nghe chuyện về một người mà em thương lắm. Lần là vài câu em khóc như mưa rơi, anh ta làm em đau rồi phải không? Bên em anh biết có rất nhiều người, những khi em khóc chỉ anh mà thôi. Anh ta sẽ phải nuối tiếc khi mà bỏ rơi một người tuyệt vời như em. Nghĩ đi mà xem, lúc em vừa chuẩn ngàn, ai là người kề cạnh cùng em vượt qua? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.